Mỹ nữ hoa ngữ say mê đọc kịch bản, riêng Nhật Ba tàu hải là chính. Loạt ảnh hậu trường của diễn viên được tung ra khiến fan thích thú với khoảnh khắc các sao đọc kịch bản. Trong khi Lý Thầm khiến khán giả mê mẩn vì quá đẹp, thì nhìn sang địch nệ Nhật Ba khán giả không chịu được cười. Hình ảnh hậu trường của sao luôn là đề tài thu hút người hâm mộ, bởi lại đây cũng là lúc các diễn viên khoe nét đẹp chân thực nhất. Đặc biệt khoảnh khắc các minh tinh chăm chú đọc kịch bản làm cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Xuất hiện trên phim ảnh xinh đẹp rực rỡ, liệu các mỹ nhân xin biết có còn giữ được nét đẹp đảo trong ống kính? của tìm quả đường hay không. Địch Lệ Nhật Ba, nhan sắc cực phẩm của mỹ nữ Tân Cương Địch đại Nhật Ba luôn là tâm điểm xuất hiện giữa đám đông, nhưng có vẻ lần này sự chú ý của mọi người lại va vào chiếc khẩu trang của cô nàng. Trong phim người đẹp thể hiện nghiêm túc bao nhiêu thì tại hậu trường cô nàng lại hài hước nhí nhảnh bấy nhiêu. Khi chứng kiến những hình ảnh tấu hài cực mạnh của Nhật Ba, dân tình càng thêm yêu mến cô nàng. Đến lúc cởi chiếc khẩu trang ra, Nhật Ba lại trở về dáng vẻ xinh đẹp, cuốn hút thường ngày làm fan mê mệt. Lý Thấm Không phải tự nhiên Lý Thấm được so sánh như đóa hoa xinh đẹp, nhìn loạt ảnh chụp vội của cô nàng tại hậu trường Phan sẽ hiểu ngay. Khi đang nghiêm túc đọc kịch bản, nữ diễn viên đã khiến người hâm mộ siêu lòng vì gương mặt không góc chết. Coi những lúc chụp ảnh vào buổi tối, hình ảnh chất lượng kém vẫn không thể làm lơ mờ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mỹ nhân này. Cúc Tịnh Y Nếu bộ phim tin kiếm kỹ hiệp 4 có sự góp mặt của Cúc Tịnh Y hot 1, thì hình ảnh cô nàng tại hậu trường hot gấp 10 lần. vừa sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nên phần tạo hình cổ trang dường như Donnie đóng giày với cô nàng. Vừa xinh đẹp lại vừa chăm chỉ, bảo sao mỹ nhân 4 ngàn năm không làm mọi người đổ đứa đư. Khoảnh khắc cô nàng cầm trên tay kịch bản, và đang nhẩm lại lời thoại vô cùng nghiêm túc và cuốn hút. Chị Lợi Dĩnh Luật hình ảnh đọc kịch bản của nữ diễn viên Chị Lợi Dĩnh tại hậu trường dự án phim Dã Man Sinh trưởng được lan chuyển trên khắp các trang mạng xã hội. Quả thật màu sắc tại phim trường cổ điển, cộng lên thần thái cực chất của cô nàng, làm người xem đứng ngồi không yên và dành lời khen nức nở. Bạch Lộc Cô nàng Bạch Lộc được bắt gặp chăm chỉ đọc kịch bản trong thời gian nghỉ ngơi, khiến nhiều người ô mê nhan sắc. Khi trên người vẫn đang trùm chăn kín mít, nữ diễn viên vẫn mệt mài tập thoại trưởng tỏ sự nghiêm túc, tâm huyết với nghề. Bên cạnh đó không cảnh hữu tình đã bổ trợ cho dung mạo tuyệt sắc gia nhân của người đẹp và những tấm ảnh hoàn hảo ra đời. Cảnh điểm Nếu có giả diễn viên chăm chỉ nhất đoàn phim chắc chắn sẽ thuộc về nữ diễn viên cảnh điểm. Từ trên xe đến lúc nghỉ ngơi, cô nàng đều tranh thủ ôn lại kịch bản, làm fan thêm ngưỡng mộ, Ngoài sự cần cù ra nhan sắc của nữ diễn viên, qua những tấm ảnh chụp từ xa hay cận mặt, đều lung linh không có điểm nào để chê. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!